Trước đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an quận Tây Hồ đã tiến hành đột kích, bất ngờ kiểm tra hành chính một căn hộ tại tòa E1 chung cư Tân Hoàng Minh. Thời điểm kiểm tra, 4 đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã bị bắt giữ. Tại hiện trường, ma túy dạng ketamin và nước vui cùng nhiều vật dụng liên quan đến quá trình sử dụng ma túy đã bị lực lượng chức năng thu giữ. Dù còn trẻ, nhưng hầu hết các đối tượng đều là người sử dụng ma túy trong nhiều năm, thậm chí đã từng có tiền sự liên quan đến tàng trữ trái phép chất ma túy. Bọn tôi thuê chung cư để sử dụng ma túy vì ít người biết với cả kín đáo với cả nghĩ là cơ quan chức năng khó vào kiểm tra. Đáng chú ý, tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã tổ chức sử dụng ma túy trong vòng nhiều ngày tại căn hộ thuộc chung cư này. Ma túy được đặt hàng qua mạng xã hội, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Theo cơ quan chức năng, thuê căn hộ làm nơi cất giấu, tổ chức mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy là hình thức phạm tội đang ngày càng gia tăng ở nhiều thành phố. Thực tế này đang đặt ra nhiều khó khăn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy của lực lượng chức năng. Cái khó khăn vướng mắc trong cái công tác đấu tranh với các loại đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các khu chung cư này thì đó là các đối tượng thường xuyên sử dụng các cái mạng xã hội Zalo, Facebook và Telegram để thuê phòng trên mạng, cho nên là cái công tác nắm bắt tình hình rất là khó khăn. Các đối tượng thường xuyên là thay đổi phòng để tránh cái sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đấy. Ngoài ra thì các chung cư này nó có cái hệ thống an ninh rất là bảo vệ rất là tốt, cho nên là gây nhiều khó khăn trong công tác giám sát đối với các đối tượng. Thời gian gần đây, theo lực lượng chức năng, đã xuất hiện tình trạng các đối tượng thuê từ một đến vài sàn chung cư, sau đó cải tạo thành các phòng bay và cho thuê lại với mức giá từ 2 đến 5 triệu đồng trên một phòng, một ca 12 tiếng. Từ đó hình thành các điểm, tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các địa điểm này, gây khó khăn cho công tác đấu tranh triệt phá.